tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoài Sa xuất sắc vượt mặt Hoa hậu Indonesia, tiến thẳng vào top 12 Miss International Queen 2020. Trước khi lên đường dự thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế, Hoài Sa nhận tin vui khi video giới thiệu của cô nàng đang dẫn đầu bình chọn. Trên kênh YouTube của Miss International Queen, clip giới thiệu của đại diện Việt Nam có số lượt view cao nhất với 180.000 view, 12.000 bình chọn yêu thích. Từ con số ấn tượng này cho thấy, người đẹp chuyển giới đến từ Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý tại cuộc thi năm nay. Clip giới thiệu của thí sinh có lượt thích và chia sẻ cao nhất trên YouTube sẽ giành được giải thưởng Best Introduction Story Video, tiến thẳng vào top 12 tại đêm thi chung kết. Không chỉ dẫn đầu về lượng view mà còn sở hữu lượt like đứng nhất. Ở vị trí hiện tại, Hoài Sa gần như nắm chắc cơ hội chiến thắng. Trước đó, đại diện Indonesia xếp hạng nhất về lượt thích. Tuy nhiên, dưới sự ủng hộ của fan Việt, ra sức kêu gọi khán giả tích cực bầu chọn, video giới thiệu của Hoài Sa đã nhanh chóng vươn lên vị trí đứng đầu. Với thành tích 2 năm liên tiếp, đại diện Hương Giang và Đỗ Nhật Hà đều đạt giải Best Introductory Video tại Miss International Queen. Fan tiếp tục kỳ vọng người đẹp Hoài Sa sẽ mang về chiến thắng back to back cho Việt Nam. Hoài Sa chính thức tung video giới thiệu tại Miss International Queen 2020, xinh đẹp và đầy nghị lực. Miss International Queen 2020 vừa đăng tải đoạn video giới thiệu của người đẹp chuyển giới đến từ Việt Nam, Bùi Đình Hoài Sa. Xuất hiện trong tà áo dài trắng quen thuộc nhưng vẫn đậm nét duyên dáng, cô nàng chia sẻ câu chuyện truyền cảm hứng tích cực về nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, vượt qua nhiều khó khăn và thử thách để được sống đúng với bản thân. Trong khung cảnh đồng quê bát ngát với núi non hùng vĩ, Hoài Sa khoe nhan sắc rạng rỡ, tự hào giới thiệu với bạn bè quốc tế về mảnh đất quê hương An Giang xinh đẹp và trù phú. Bên cạnh đó, cô nàng cũng gây chú ý với hành trình lột xác thông qua các cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới như Miss Beauty Queen 2015, Chinh phục Hoàng Mỹ, The Tiffany Việt Nam 2018 để có cơ hội giành quyền đại diện Việt Nam tham gia Miss International Queen 2020. Ngoài nhan sắc ấn tượng cùng vóc dáng chuẩn, Hoài Sa còn sở hữu nhiều tài năng nổi bật như ca hát, diễn xuất. Cô từng chứng tỏ thực lực của bản thân với khán giả yêu âm nhạc khi chinh phục huấn luyện viên Thu Minh tại cuộc thi The Voice 2018. Đây cũng là thế mạnh khiến fan sắc đẹp tự tin Miss International Queen 2020 sẽ chiến thắng phần thi tài năng. Câu chuyện chân thực về hành trình sống đúng với giới tính của Hoài Sa gây xúc động cho người hâm mộ. Người đẹp chia sẻ, năm 18 tuổi, khi quyết định để tóc dài và mặc đồ con gái, đã bị rất nhiều người chỉ trỏ, chọc ghẹo, thậm chí là bị ném đá. Lúc đó tôi thực sự rất sợ, không biết làm gì hết, chỉ bỏ chạy. Bởi vì mọi người xung quanh ai cũng không có động thái nào để ngăn cản hay bảo vệ tôi. Tuy nhiên sau này khi suy nghĩ lại tôi nghĩ, bản thân cần sống mạnh mẽ hơn. Như các bạn thấy sau bao nỗ lực, tôi giờ đây là một cô gái xinh đẹp, được làm những điều mình mơ ước. Trong đoạn video giới thiệu trẻ trung tràn đầy năng lượng gửi đến Miss International Queen 2020, Hoài Sa cũng không quên giới thiệu hình ảnh và giá trị của tà áo dài truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Người đẹp chuyển giới còn đứng ra thực hiện và kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ trẻ em mồ côi tại các mái ấm tình thương. Thời gian chuẩn bị khá kỹ lưỡng, Hoài Sa bước đến với cuộc thi với một tâm thế thoải mái, sẵn sàng chinh chiến hết mình để mang chiếc vương miện thứ hai về cho Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.